Kính thưa quý vị khán giả, đây là địa bàn Hướng Việt, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong cái đợt lũ quét vừa qua. Trước mặt chúng ta là những cái vùng đất nó lên cao cả mét. Hiện giờ các cơ quan chức năng đang cố gắng hết sức để dọn dẹp cho các em sớm trở lại trường. Đây là những đứa trẻ nè, những ngày qua là phải chịu cảnh là đi học. Chị thấy rất là bận nghèo không? Thì đoàn của Lê Văn Thiện đã đến từ nơi này rồi, nơi mà phải nói là rất là nhiều những cái người mà chưa ai tới được vì bị cô lập suốt trong những ngày qua. Và bây giờ mời quý vị hãy cùng Lê Văn Thiện xem cái khu vực này nó chìm trong cái sự đau khổ như thế nào trong suốt nửa tháng qua nha quý vị. Quý vị nhìn nè, vùng đất nè nó sâu hơn nửa mét luôn. Người dân ở đây rất là khổ sở và Lê Văn Thiện đang đem cái tình yêu thương của các mạnh thường quân đến đây để mà san sẻ với những người đồng bào của mình. Rồi. Đây là nơi ảnh hưởng nặng nề nhất của cơn lũ quét vừa qua. Đây, những đứa nhỏ cũng chưa được đến trường. Lê Văn Thiện nhìn cảnh này rất là đau lòng. Các con ơi, bánh đó là của hai anh sinh viên học sinh ở bên Úc tặng tụi con nha. Ăn đi con, rồi chuẩn bị trở lại trường học. Tụi con mới lãnh được tập đây hả? Con biết nói tiếng Kinh không con? Con nói tiếng Việt được không? Đây những bé người dân tộc quý vị, thấy thương quá trời luôn. Tôi nói là được các mạnh thường quân tặng tập nè. Lê Văn Thiện đã tới được nơi đây rồi. Phải nói là vô cùng là xúc động. Tất cả mọi người đang hướng về khu vực này để dọn dẹp. Có gì thấy không? Bùn rất là đầy, dày đặc luôn. Đây là cái điểm trường học. Làm sao mà các em đến trường được như thế này đây? Những ngày qua là các em là chỉ là nghỉ học thôi. Lê Văn Thiện đang đi ở dưới hồ sình lầy không nè quý vị, quá đau lòng. Làm sao mà các đoàn nào tới đây được, hôm nay mà mới tới đây. Đây là điểm trường mẫu giáo nè, cũng ngập trong bùn đất. Một cái cảnh tượng vô cùng là kinh hoàng sau một cái trận lũ quét vừa qua. Phát bánh cho hai đứa, mấy đứa nhỏ đi cưng. Bánh nè con ơi, bánh. Ra đây lấy nhận bánh nè con. Phát bánh cho tụi em nhỏ đi con. Mấy đứa nhỏ quá trời kìa. Đem thêm cho, lấy thêm mấy. Thảm ơi, lấy thêm. Khoan. Lấy thêm bánh ở dưới đây nè, tụi nó nhiều quá nè. Ôi gì ơi. Lê Văn Thiện đang có mặt ở khu vực này. Phải nói rằng đây là lần đầu tiên chứng kiến những cái cảnh tượng rất là đau lòng. Con tên gì? Con lấy kẹo ra chú hỏi chuyện xíu. Con học lớp mấy? Lớp 6. Lớp 6 hả? Hôm nay trường trở lại đi học được chưa con? Chưa. Hôm nay con đi lên trường để làm gì? Nhận quà. Quà đâu, con nhận được quà gì đâu. Ô, này đôi dép này nữa hả? Dạ. Ai tặng cho con đây? Cô chú. Rồi, ráng giỏi nha con nha. Luôn hướng nè tụi con, rất là thương tụi con. Nha, cho bé này bánh chưa? Một cơn lũ quét rất là khủng khiếp. Chạy đây cơn. Mấy đứa học sinh đi nhận tập nè của mọi người em đến để hỗ trợ. Quá trời, rất là thương tâm. Thank you.
Con học lớp mấy? Lớp 5. Con học lớp 5 hả? Con tên gì? Lưu. Hả? Cô Vân Lưu. Lưu hả? Ờ, nhà con ở đâu? Hà Tiên. Hồi bữa nhà có bị lũ đồ cuốn trôi không? Không. Hôm nay con đi nhận quà hả? Dạ. Ok con. Dạ, đây kính thưa quý vị, đây là trường mầm non ở Hướng Việt. Dạ, chào cô ạ. Đây là cô hiệu trưởng của cô Nga hả cô? Dạ, thưa cô thì đến thời điểm này cái tình hình khắc phục cái lũ bùn như thế này để mà cho các cháu sớm trở lại trường như thế nào, được trường mình đang thực hiện như thế nào đây thưa cô? Dạ, sau đợt lũ đã được gần đến 20 ngày rồi nhưng mà trẻ vẫn chưa được đến trường. Bây giờ là cũng là như tất cả lực lượng của các anh em biên phòng, đồn Hướng Lập và là ở trung đoàn 337 và tất cả các đoàn thanh niên làm nào để hỗ trợ cất lực cho nhà trường để được cố gắng. Dạ. Làm sớm để là huy động đến trường. Hiện tại bây giờ thì trẻ vẫn chưa được đến trường. Dạ. Dạ. Mình chưa khắc phục xong rồi thì không thể đưa trẻ đến trường được. Mà ở đây là nhân lực người thì không thể làm nổi mà chỉ có dùng bằng máy, máy quỷ và máy múc mới giải quyết được lượng bùn đất nó quá nhiều và nó quá ở chung ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Dạ. Bây giờ cái trường mình là cần gì nhất trong lúc này để mà ngoài cái việc mà sớm dọn dẹp để trở lại thì cái vật chất nào là mình cần nhất cô? Hiện tại về phía nhà trường thì cơ sở vật chất thì nó rất là hư hỏng, rất là nặng, nhưng mà cũng được sự quan tâm của thì cũng có được đoàn từ thiện cũng đã cố gắng là hỗ trợ cho nhà trường về vấn đề là cái chăn chiếu gối của các cháu, những đồ dùng của các cháu thì có một số là hỗ trợ thôi, nhưng mà về vấn đề mà tu sửa phải là ở những khu vui chơi có trẻ thì hiện tại bây giờ là chưa có ai để hỗ trợ. Dạ nhà dạ. Trường cũng rất là mong. Dạ rồi. Đây là cái chương trình của Lê Hân Thiện xin trao tặng cho trường là 5 triệu. Xin cô đại diện để mà nhận và sớm khắc phục lại để cho các cháu được đến trường nha cô. Dạ, thay mặt nhà trường em cũng xin cảm ơn các anh chị đã đứng góp và đã hỗ trợ cho nhà trường. Dạ dạ rồi, con em chào cô ạ. Dạ. Đây quý vị, những cái đồ chơi của trẻ chìm trong bùn. Lê Hân Thiện xin trân trọng cảm ơn các mạnh thường quân đã san sẻ để mà giúp đỡ. Lê Hân Thiện tiếp tục đi thăm những cái người dân ở khu vực này bị ảnh hưởng rất là nặng nề. Đây là những gì mà xảy ra. Rất là nặng. Lớp học tan hoang trong bùn. Học lớp mấy? Lớp 3. Ô, quà của con á hả? Cái gì vậy? Cho chú coi được không? Hả? Phòng học của các em cũng bây giờ là cũng đã được nhiều mạnh thường quân hỗ trợ những cái vật dụng để cho các em sớm trở lại trường.
trên bảng vẫn còn thể hiện rõ ngày 16 tháng 10 đó là một buổi học mà sau đó là xảy ra cái cơn lũ quét gây những cái mất mát như thế này. Đây là những cái lớp học bị vùi lấp trong bùn đất, cảnh tượng rất là khủng khiếp quý vị ạ. Phải đi thực tế tận nơi mới thấy được cái cảnh tượng cái kinh hoàng như thế này. Cái này là bùn đất nó cuốn xuống vậy luôn hả thưa anh? Quá kinh khủng. Quý vị, đây là thầy hiệu trưởng của trường tiểu học, trung học cơ sở Hướng Việt. Dạ, thưa thầy, tới thời điểm này công tác khắc phục thì mình đang khẩn trương như thế nào và dự kiến là bao lâu thì các bé sẽ trở lại trường ạ thưa thầy? Dạ, hiện tại cũng được sự giúp đỡ của cái lực lượng chức năng bên ngoài đã vào giúp đỡ nhà trường, và sau 4 ngày ròng rã làm việc thì bây giờ cơ bản khối lượng bùn đất ở phía trước sân trường đã cơ bản giải quyết xong. Và hiện nay thì các đồng chí và các lực lượng đang còn tiếp tục dọn dẹp và cò sổ bùn còn lại quanh khu vực của sân trường. Và nếu sớm, hy vọng sớm là khoảng hết tuần sau là trường sẽ trở lại dạy học. Đó là hy vọng. Dạ, cái vấn đề mà quan trọng nhất bây giờ là mình thiếu thốn những cái gì mà cần thiết nhất thầy? Dạ. Sách vở của các em rồi mình đã có đủ chưa? Dạ, cơ bản là sách vở thì cũng được các cái lực lượng và các cái tổ chức đã hỗ trợ cho các em cơ bản đủ. Dạ. Chỉ có cái khó khăn bây giờ là khắc phục các cái thiệt hại và cái hư hỏng của cơ sở vật chất. Dạ, dạ thưa thầy thì bên chương trình của em xin có 5 triệu để trao cho bên thầy đại diện trường và để có thêm cái nguồn kinh phí để khắc phục để cho các cháu sớm trở lại trường nha thầy. Dạ, đây là số tiền. Dạ, xin cảm ơn và chúc trường mình sớm khắc phục cái hậu quả này. Dạ, để các em sớm trở lại trường. Dạ, trân trọng cảm ơn thầy. Kính thưa quý vị, đó là những gì mà Lê Anh Thiện đã cho quý vị thấy được cái hậu quả kinh hoàng của cơn lũ quét, lũ ống đổ xuống hai xã Hướng Việt và Hướng Lập của huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Một cái vùng núi, vùng sâu, vùng xa chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong cái cơn lũ lụt vừa qua, và rất là ít những cái tổ chức đoàn thể về đây để mà giúp đỡ cứu trợ, bởi vì những cái tuyến đường về đây đã bị chia cắt hoàn toàn. Ở đây là những cái nơi mà những mầm non tương lai của chúng ta đến trường nhưng mà bị hậu quả đã khiến các em suốt hơn nửa tháng qua không có được đến trường như những gì chúng ta vừa chứng kiến. Lê Anh Thiện đã nhanh chóng có những cái phần giúp đỡ các cô thầy hiệu trưởng từ cái tấm lòng của các mạnh thường quân để mà sớm khắc phục lại ngôi trường cho các em có cơ hội trở lại trường của mình sau những cái trận lũ lụt vừa qua. Thì video này xin tạm dừng ở đây. Bây giờ thì Lê Anh Thiện sẽ đi về tận nơi của những hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề nhất của cơn lũ quét này ở hai xã Hướng Lập và Hướng Việt. Hôm nay bà đi nhận mì hả? Dạ. Nhà mình đợt lũ vừa rồi có bị ảnh hưởng gì không bà? Ảnh hưởng thiệt hại tài sản. Nhà nó tiêu veo rồi là nương luôn luôn bị lộ hết. Dạ. Bị ngập nước hết. Bà là người dân tộc gì bà? Người dân tộc Vân Kiều. Vân Kiều. Rồi con cái bà có đi làm gì giúp mẹ không? Con cái bà có cái ranh ranh. Con cái giúp mà con cái thì mắc. Yeah. Con cái thì cũng là không được giúp cho. Dạ. Con ở chương trình của Lê Hân Thiện ở Sài Gòn ra. Yeah. Con xin tặng bà 1 triệu từ các mạnh thường quân nha bà, để bà ổn định. Dạ. Mẹ cảm ơn tâm lòng cho con. Dạ, con mời bà đi ạ.